Dạ chưa tính ngủ, đây là phòng thứ ba, cũng là thất nghiệp luôn. Thất nghiệp luôn, ở nhà cũng nhờ tình thương của Mạnh Thường Quân cho gạo thóc đồ ăn đó. Mấy cọng rau không có ăn, không có đâu, tiền trợ cấp không có. Rồi đi chứ. Đây là phòng này nè, là mẹ thì bệnh, em thì nhỏ, mà có thằng con trai thì bị tầm cảm, bệnh thì về thì nó về tâm thần. Đây là phòng này. Phòng này là phòng của bác gái, già lớn tuổi rồi bán cái số. Ví dụ mà có tò cò tiền thì bán cái số, còn thì rửa chén ngày 50% mà sống nuôi đứa cháu hoài nhỏ nữa. Đó. Bệnh đau hoài, còn là cô thông độc mã, còn em này cũng là đi bán cái số còn là bệnh đau nữa, đó là cũng cũng không có tiền luôn, mấy hai ba tháng tiền trọ cũng đóng mà trọ nói là nếu mà hết tháng này mà không đó không đóng tiền, tại vì trọ người ta không thể nào, người ta còn đóng tiền ngân hàng nữa, người ta không có thể nào người ta giúp cho mình được, người ta giúp có khoản nào được. Bây giờ cái trong thời dịch này nếu ấy đâu là phải ra đường hết luôn, còn bộ trọ phải ra đường hết. Mong chính phủ này, chúng tôi xin tiền này không phải là chúng tôi ăn, chúng tôi muốn xin cái đồng tiền này về chúng tôi phụ giúp để đưa cho chủ trọ bớt đồng nào đỡ đồng nó cho gánh giáp cho với chủ trọ, chứ không phải là tôi trông lấy cái đồng tiền này về là chúng tôi ăn. Thật không có, tôi trông lấy đồng tiền này về là tụi tôi đưa cho chủ trọ bớt để phụ chủ trọ tiền điện tiền đồ, đã người ta hai ba tháng nay là không có lấy tiền nhà rồi đó. Mà nếu mà tháng sau mà không hết là chấp chúng tôi hết, là chính phủ sẽ thấy là 170 sạc 55 toàn bộ đi ra ngoài đường cái ngồi hết. Dạ cảm ơn.